Kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Minh Từ và Phật tử Quang Viên sẽ phổ biến bản tin một ngày tu học Bát Quan Trai Giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 7 âm lịch vừa qua, đông đảo các Phật tử một lòng muốn sống trong chánh Pháp của Như Lai cùng văn tập tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc để thọ Bát Quan Trai Giới. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử thành kính quỳ xuống đảnh lễ thượng tọa giới sư và tác bạch cầu xin giới pháp như sau: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giới sư, chúng con vì còn gia duyên ràng buộc nên chưa xuất gia được, nay y theo lời Phật dạy nguyện tập tu Bát Quan Trai Giới một ngày. Kính xin giới sư hứa khả truyền trao giới Bát Quan Trai cho chúng con được ân chiêm công đức. Sau lời tác bạch, thượng tọa giới sư đã hoan hỷ hứa khả. Tiếp đó, giới sư nhắc nhở các giới tử về vô thường, khổ và công đức của người thọ trì giới, rồi lần lượt hướng dẫn các giới tử thọ giới đúng như pháp. Vào mỗi ngày tu tập Bát Quan Trai Giới, các giới tử trong chúng Bát Quan Trai thường được nghe giảng kinh để tăng trưởng trí huệ. Trong lần tu giới vừa rồi, thượng tọa giới sư đã giảng bài kinh số 5 trong phẩm Lợi Dưỡng, kinh Tăng Nhất A Hàm. Nhân duyên từ một người Bà La Môn lầm cho ăn uống khắc khổ của ông là thanh tịnh, thậm chí hơn cả Phật và Thánh chúng, nên Đức Phật giảng về nguy hại của 21 kiết sử dính mắc trong nội tâm của mỗi con người, dẫn đến kết quả đọa vào các đường dữ. Các kiết sử đó là sân, nhuế hại, thụy miên, trạo cử, nghi, nộ, kỵ, não, tật, tắng, vô tàm, vô quý, huyễn, gian, ngụy, chánh, kiêu, mạn, đố, tăng thượng mạn và cuối cùng là tham. Những kiết sử này sai khiến suy nghĩ và hành động của con người theo con đường nguy hại. Một khi tâm bị ô nhiễm bởi các kiết sử này thì tâm người đó bị khống chế trong các ác pháp, giống như một miếng lụa trắng bị nhiễm các màu dơ bẩn, không thể dùng vào việc gì. Phật lại dạy nếu người mà tâm không bị sai khiến trói buộc bởi 21 kiết sử này thì chắc chắn sẽ sanh vào thiện xứ, không đọa các đường dữ. Thượng tọa giới sư khuyên các giới tử cần phải quán chiếu lại tâm mình hằng ngày, xem có bị lôi kéo bởi các kiết sử này không. Thông thường, các kiết sử trong tâm sẽ sinh khởi khi được đặt vào từng bối cảnh, từng phương diện riêng biệt. Gặp duyên tác động, các kiết sử này sẽ hoành hành và tàn phá tâm tư của chúng ta. Do đó, giới tử chúng ta không nên giải đãi mà cần phải quán sát thật cẩn thận nhằm diệt trừ và ngăn ngừa những kiết sử này. Dẫu có ngồi thiền suốt ngày mà không tìm cách diệt trừ tham sân si thì chỉ có chút an trú nội tâm trong khoảnh khắc. Còn khi gặp duyên xấu thì các kiết sử sẽ dẫn dắt chúng ta rơi vào ác đạo. Giới tử cần tinh tấn nghe pháp, tìm hiểu phân biệt từng loại kiết sử rồi tìm cách trừ bỏ chúng bằng những phương pháp thích hợp như lạy sám, tụng kinh, phát nguyện giữ giới, vân vân. Phải giữ tâm trong sáng, sạch sẽ như tấm lụa trắng thì lúc ấy cảnh giới vi diệu muôn màu sẽ hiển hiện và là cơ duyên tác thành cho sự chứng đắc. Phật dạy rằng người không bị kiết sử sai khiến sẽ là người có tâm hòa vui, là đệ tử hiền thánh của Phật, dùng tứ vô lượng tâm là từ bi, hỷ xả, trải cùng khắp các phương, tự an trú trong ấy để đạt sự hoan hỷ. Cũng nhờ vậy mà hành giả sẽ thành tựu tín tâm nơi Như Lai, tín tâm đối với pháp của Như Lai và tín tâm đối với Thánh chúng. Từ cơ sở hoan hỷ với tín tâm chắc thật này, hành giả sẽ chứng túc mạng minh, thần túc minh và lậu tận minh. Với sự chứng đắc túc mạng minh, hành giả sẽ tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước và thấy rõ thọ mạng của tất cả chúng sanh chết nơi này sinh nơi kia. Với sự chứng đắc thần túc minh, hành giả có thiên nhãn thanh tịnh, quán sát và biết rõ các loài chúng sinh với những hành vi tạo nhân đưa đến quả báo tốt hay xấu. Với sự chứng đắc lậu tận minh,
hành giả thấy biết như thật về khổ, về nguyên nhân gây khổ, về sự diệt tận của khổ và về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Quán biết như vậy rồi, hành giả sẽ được có tâm giải thoát dục lậu và tiếp đến được trí giải thoát. Trở lại với người Bà La Môn Tà Kiến, Phật dạy rằng người đệ tử hiền thánh được giải thoát, dù có thọ dụng bất cứ vật gì tốt nhất trên thế gian, cũng là mang phước lành đến các chúng sinh, không hề có tội vì dục và ái đã diệt tận. Một người đã thanh tịnh thì luôn vui sướng, không tạo hạnh nghiệp xấu ác nữa. Còn người ngu với đầy dẫy tà kiến và kiết sử, cho dù có sống nơi nào, có ăn uống cái gì, thì cũng không bao giờ có được sự an ổn. Những lời dạy của Phật đã khiến người Bà La Môn hiểu được diệu pháp, phát tâm xuất gia, tinh tấn hành trì trong việc tu phạm hạnh và chứng đắc thánh quả A-La-Hán. Kính thưa quý vị, Thượng tọa Giới Sư khuyên rằng, khi chúng ta không có sự hiểu biết về sự thầm thâm vi diệu của giáo pháp Phật, thì chúng ta đã phỉ báng Phật và làm người khác cũng hiểu sai lệch về đạo Phật. Một khi chúng ta không trang bị đủ kiến thức, thì sẽ khó phân biệt đâu là đạo Phật chân chánh, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, rồi mãi mê chạy theo thị hiếu của thế gian, thì chính chúng ta làm cho mình rơi vào các đọa xứ. Do đó, với bốn tông chỉ của Bồ Đề Phật Quốc là thân cận thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp, như lý tác ý và tùy pháp hành pháp, là giúp cho người Phật tử có trí tuệ đi đến giải thoát. Phật dạy người có trí tuệ tự tại sáng suốt, tránh khỏi hầm hố tội lỗi. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền kiên cố đưa chúng sinh ra khỏi biển khổ sông mê, là liều thuốc chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt đứt lưới vô minh. Dù văn minh đến đâu thì loài người cũng không vượt thoát được cảnh giới ta bà này, cũng vẫn còn đau khổ, vẫn còn chịu sự chi phối của bệnh tật, già yếu, chết chóc, sầu thương. Muốn thoát khỏi cảnh khổ thế gian, phải nhờ trí tuệ của Phật. Nhờ có trí tuệ Phật mà chúng ta mới gột trừ được phiền não nhiễm ô và từng bước chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện thời. Chúng ta nên cầu tìm, kiếm sự hiểu biết qua việc nghe, đọc, quán sát, rồi tự mình suy nghĩ, quán chiếu, hành trì. Đây là quá trình của văn tư tu. Qua đó, chúng ta có cơ sở đi sâu vào quán niệm sự và lý để phát sinh trí huệ thanh tịnh. Kính thưa quý vị, giới tử chúng ta tu bát quan trai giới là từng bước đi vào con đường của chư Phật, chư Bồ Tát từng đi. Trong ngày tu này, mỗi giới tử luôn tu tập theo phương pháp lục niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiên. Các giới tử niệm như vậy để có chánh tín nơi thánh đạo, biết rõ con đường thánh để đi, để sống an vui trong hiện tại và từng bước thoát khỏi sinh tử luân hồi. Do có thiện lợi như thế, kính mong quý vị sắp xếp công việc để thọ bát quan trai giới tại Bồ Đề Phật Quốc vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020, tức là ngày 29 tháng 7 âm lịch. Giới bát quan trai như 8 cửa ải chặn đứng các pháp bất thiện, cho nên tất cả mọi người dù có là Phật tử hay không đều có thể thọ trì bát quan trai giới để có thêm phước lạc, đạt đến cảnh giới an vui giải thoát. Quý vị không cần ghi danh trước, chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về các ngày tu tập giới bát quan trai, kính mời quý vị đến với Bồ Đề Phật Quốc, tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 để được chư tăng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.